Dạ em Hoa Lan Thanh Mai 98 xin mến chào cả nhà yêu lan. Phiên buổi sáng hôm nay tiếp tục lên cho các bác nhiều dòng hoa lan nhá. Quế trắng tháng 8 này, đuôi cáo này, giáng hương tam bảo này, hoàng nhạn này, tai châu Thái này, hàng thuần ở Việt Nam bác nhá. Cây rất là đẹp, toàn bộ là dòng lá mít xếp. Em lên châu luôn cho các bác này. Các bác đặt hàng gọi điện trực tiếp vào số 0372094157 giúp em nhé. Châu của em toàn bộ là châu năm năm vừa rồi là cho hoa rồi các bác nhá. Đấy năm này là năm 3 này. Các bác nhá. Cây nó to lắm đấy, em quay thì nhìn nó bé thôi, nó to lắm đấy. Quay như này nhìn nó bé bé nhưng thực sự các bác nhận cây nó mới to. Đây các bác nhá, vòi hoa cũ năm ngoái rồi, rễ nó đang già rất là đẹp này. Đấy các bác cứ lấy 8 cây 8 màu thôi. Em chia sẻ là 170k một chậu. 170k một chậu châu mít đẹp như này các bác nha. Đấy mít đẹp như thế này. Các bác cứ lấy 5 cây 5 màu hoặc là 8 cây 8 màu cũng nhá. Đây vòi hoa năm ngoái đây này. Năm nay thì nó sẽ rất là nhiều hoa các bác nhá. Đấy năm nay năm hoa thứ hai thì năm thứ hai nó sẽ rất là nhiều. Cây này từ giờ đến Tết rất là đẹp các bác nha. Các bác về trồng á đặt thẳng như thế này sang chậu không cần bỏ chậu đâu. Riêng châu này các bác không cần bỏ chậu đâu nhá. Đến Tết là nó sẽ lên được hai cặp lá nữa, cây cực to. Càng cặp lá trên cao nó càng to các bác nhá. Đây, rễ non đẹp. Đấy, cây của nó thì lá của nó thì cứ như này các bác nhá. 1 2 3 4. Đấy, cứ như thế này. Nhưng mà nó to lắm các bác nhá. Đấy, cứ như thế này. Đấy thì sẽ lấy đồng đều cho các bác nhá. Đồng đều cho các bác. Đủ màu nhá. Cam, trắng, đỏ, bò sữa, đỏ đốm các kiểu luôn các bác nhá. Đấy. Toàn lá mít xếp như này, cây rất là đẹp. Toàn bộ cây nó đang ra rễ rất là nhiều các bác nhá. Đó 170k một chậu các bác nhá. Cái này là giáng hương tam bảo này. Em vừa bóc ở trong cái trụ ra các bác nhá. Đang nụ này. Bóc ở cái trụ ra về các bác cứ thế ghép. Các bác ghép hàng này nó rất là đẹp. Toàn bộ lá xếp này. Nó không như cái dòng tam bảo mà các bác mua ăn rừng. Mà cái loại lá lứt về các bác ghép mất thời gian lắm. Em ghép rồi. Ghép lâu lắm luôn ý. Cái này về các bác cứ thế là ghép sang nhé. Bởi vì em vừa bóc ở trong cái trụ ra thôi. Đây có nụ hết này. Về các bác vẫn ngắm hoa bình thường. Đơn giáng hương tam bảo số 1 nha. Đơn giáng hương tam bảo số 1 em lên là 200. Tính ra hàng cân là rẻ hơn các bác nhé. Chỗ này của em cả cân hơn cân. Hơn cân đây mà lấy 200 các bác nhé. Đang nụ này. Đấy mà cái này là cái bóc trụ các bác về ghép kiểu gì nó cũng đẹp nha. Cứ vào cho vào cái là sống các bác nhé. Cho vào cái là sống. Đây. Hoa tím, hoa vàng lẫn lộn thôi nhá. Đó. Đơn số 1 200. Đơn số 2 đây. Đơn số 2 các bác này. Ôi đẹp không? Đấy nó dính hết vào phân rồi. Các bác kiểu cứ thế kia là về mình lại ghép thôi. Đơn số 2. Đấy nụ các bác này. Nụ đầy này. Đó. Con kìa. Nó đẻ con kìa các bác này. Quý cái cây con này này. Con toàn cây mít thôi các bác nhá. Đấy. Đơn số 2 này 250 các bác nhá. 250 to. Em sang đơn số 3 này. Đây những cái ngọn này này. Những cái ngọn này sau nó đẻ con trên thân các bác nhá. Vì là thân của nó thân to. Đấy nụ đây các bác này. Nụ đây. Nụ này. Đấy nụ này. Thơm lắm các bác ạ. Đây. Nụ đây. Xếp đẹp không cả nhà này. Xếp đẹp không này. Đấy nó mẹ con các bác nhá. Nó mẹ con này. Đơn số 3 đây. Đơn số 3 này 250 các bác nhá. 250. Sang đơn 4 này. Đơn 4 đây các bác nhá. Đơn 4 đây. Đó, nụ đây. Hai ngọn này. 3 4 5. Đơn số 4 5 ngọn này, nụ hết các bác nhá, nụ hết, cây đẹp lắm. Số 4 này 200 các bác nhá. Rồi, em sang đơn số 5 là bỏ ra đây. Đây là quế các bác nhá, quế. Đây. Cái này cũng bóc ở chậu ra các bác nhá. Bóc ở chậu ra. Các bác biết sao không? Bạn ấy trồng chậu to mà bạn ấy lại không tưới. Không tưới các bác nhá. Cho nên là nó xấu. Đấy nó xấu. Không chăm. Cái này các bác chăm vào nó đẹp lắm. Ai lại để lan như thế này không? Có chết không các bác? Đây ạ. Đơn số 5 này quế cũng như 200. Quế trắng tháng 8 đấy. Rồi em sang đơn số 6 này. Đơn số 6 hai ngọn này. Hai ngọn này. Các bác về chăm hộ bạn đấy cái. Đây. À đâu, dính một dọn ngọn giáng hương tam bảo. Thôi để em bỏ cái đấy ra. Đơn số 6 cũng 200 các bác nhá. Đây này.
Đấy, đơn 6 200. 2 3 4 này. Đơn 6 200 bác nhá. Rồi em sang số 7 là à quên, em sang chậu nhá. Chậu thì em lên chậu số 1 này, tím lên nhạn các nhá. Để quế này. Đấy nha bác nhá. Chậu số 1 này. Chậu số 1 này 200 các nhá. Chậu số 1 200, đẹp không? Kể lá đẹp quá. Rồi em sang chậu số 2, cái này là quế trắng tháng 8 bác nhá, hoa của nó trắng. Hoa nó trắng thơm lắm, nở vào tháng 8. Chậu số 2 đây. Đấy, chậu số 2 là 150. Rồi em sang chậu số 3 này. Chậu số 3 này, ôi nhiều ngọn không, toàn xếp này các bác này. Chip này, chip của nó lá to đẹp không này. Ôi giời, các bác này. Chậu số 3 nhá, số 3 là 150 luôn. Rồi em sang chậu số 4 này. Ôi ôi, cái em này nó rụt này. Rụt đẹp không các bác này. Chậu số 4 này. Rụt đẹp quá. Rụt lắm mít này. Đấy. Số 4 nhá. Số 4 170. Đấy, cây này đẹp. Em sang số 5 này. Số 5 150 thôi nhá. Hai ngọn 150. 150. Em lên hai chậu đuôi cáo này, hai chậu đuôi cáo đẹp quá này. Các bác này. Nụ đây các bác nhá, nụ đây. Cái nụ bên trong gãy mất rồi. Chậu này 3 ngọn thôi nhá. Đuôi cáo này 350 các bác nhá. Đấy, đuôi cáo này 350 nhá. Số 1. Đuôi cáo số 2 các bác này, nụ đây. Đuôi cáo số 2 300 các bác nhá, 300 hai cây. Đây có hai nụ. Có hai nụ, một nụ tím một nụ xanh. Một nụ tím một nụ xanh các bác nhá. Số 2 là 300, có hai chậu cáo các bác nhá. Hoàng nhạn chậu số 1 các bác nhá. Hoàng nhạn chậu số 1 này. Đấy nụ đây các bác nhá. Chậu số 1 em lên là 280. 280 các bác nhá. Rất là yêu thương. Em sang chậu số 2 này. Ui cái hài mít đẹp quá này. Số 2 này nụ đây các bác nhá. Số 2 này em lên là 200 các bác nhá, 200. Rồi em sang số 3 này. Số 3 này nụ đây các bác nhá. Đấy nụ này sắp nở rồi. Cái này cũng nhanh được ngắm thôi. Thân dừa này, thân dừa nó sẽ để con các bác nhá. Rồi số 3 này em lên là 350 các bác nhá, 350. Rồi em sang số 4 các bác nhá, số 4 này. Rồi. Số 4. Nụ đây các bác nhá. Số 4 này em lên là 400 các bác nhá, 400. Đấy. Cô chú bác anh chị vào mua hàng của Hoa Lan Thanh Mai theo số điện thoại là 0372094157 các bác nhá. Châu rất là đẹp các bác, nhanh tay vào chọn nha. Xin chào và hẹn.